Xin chào tất cả mọi người. Nấm đang có mặt tại dưỡng chính kệ chữ A. Trại này thì thu lứa thứ 2 của trại số 2. Trại số 1 thì lứa 5, lứa 6 gì rồi. Còn trại ở đây lúc Tết thì thu một lần. Hôm nay thì 12 âm lịch thu, mai sáng sớm mai. Cái này thì giờ này là 8 giờ đêm thì chắc khoảng cỡ 1-2 giờ sáng là hái rồi, mai là bắt đầu bán. Thì cũng quay lại cho mọi người xem. Thứ nhất là kệ chữ A, cái cách thiết kế thì mọi người cũng đã xem rồi đúng không? Cái thứ hai ra nấm để quay lại cho mọi người và chia sẻ một vài vấn đề. Đó là cái thứ nhất á, là dưỡng chăm rất là tốt, cổ miệng rất là sạch sẽ mọi người. Nói chung là rất là cẩn thận trong cái vấn đề mà chăm sóc cái cổ miệng. Cái thứ hai nữa là cách xử lý sốc lạnh cũng như là tiếp ánh sáng, tiếp oxy cũng khá là tốt. Nói chung là những cái vấn đề mà nấm trao đổi với dưỡng á, thì dưỡng đã làm quá là tốt rồi, không còn gì để chê nữa. Thì nếu mà cứ theo cái đà như thế này thì là ok, khỏi gần bàn rồi. Nấm ra như thế này thì nhìn đã lắm mọi người, rào trại thì không muốn ra luôn. Đã hái một ít rồi nha mọi người. Đấy là lúc nãy tưới thì cũng có nấm ở đây, nấm dạo sơ qua thì nấm nói là nếu mà tưới thì phải hái mấy cái chùm lớn, ví dụ như cái chùm này hái rồi nè, ra gốc rồi nè. Rồi cái chùm đây hái bị gãy nè, rồi nè. Đó là đã hái rồi chứ cũng ít chứ không có nhiều. Nhìn bây giờ nấm trong trại nó còn đều giống như thế này. Rồi cũng kỹ thuật thì nấm chia sẻ khá là nhiều rồi. Quý khách hàng thì cứ nắm bắt những cái vấn đề đó về cơ bản. Còn nếu mà vấn đề mà hiểu sâu hơn thì cứ alo cho nấm, nấm chia sẻ thêm. Và tùy mỗi trại có mỗi cái cách thiết kế, mỗi cái cách xử lý về các vấn đề khác nhau luôn nha, chứ không có trại nào mà giống trại nào đâu. Ví dụ trại này kệ chữ A nhưng mà về hướng gió khác thì mọi người kêu cũng làm theo kệ chữ A như thế này, nhưng mà sao lại nó lại dễ bị ảnh hưởng, ví dụ trong quá trình nuôi tơ nó dễ bị ngấm, đúng không, ngấm tơ nóng quá đấy. Chắc thì như này nấm cũng chia sẻ với mọi người khá là nhiều rồi. Thì đây ở video này thì nấm chỉ quay chia sẻ sơ qua cho mọi người thôi, và coi cái thành quả thôi. Lứa 1 thì nấm đã live stream về cái khoảng cỡ ngày 28 Tết, 27, 28 Tết. Còn ở đây là 12, 27, 28 là gần Tết, còn đây là 12, là qua hết Tết rồi đó. Rồi còn cái trại bên này thì mới có xử lý lứa thứ 5 thì thành lứa thứ 6 đó. Thì cũng chia sẻ với mọi người rồi. Dưỡng chăm cái đầu phôi rất là đẹp mọi người, sạch sẽ, tránh xử lý đậy nắp con xù tơ này đó, bám. Ở đây thì nó mới có nhú lên nè, có cái nó nhú lên ghim trước này. Nè, nó còn cũng chưa. Cái này thì sốc lạnh sau một ngày, có vẻ là đêm ngày mai thì nó mới hiện hình đẹp được. Chùm nấm cũng lứa này cũng ra cũng khá là sung đấy mọi người. Rồi bây giờ thì có vấn đề âm thanh, mọi người xung quanh hàng xóm hát karaoke thì nấm sẽ kết thúc nhanh cái video ở đây nha, mọi người thông cảm. Quay qua đây nhìn sơ lược một cái nữa rồi nấm sẽ kết thúc. Quay phim thì có nhạc thì sẽ dính bản quyền. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe.